lúa để nhánh làm đồng đến trổ gặp thời tiết nắng nóng, mưa xuất hiện vào chiều và đêm. Điều kiện thuận lợi cho đạo ôn vàng lá chế bị lá do tác nhân nấm và chi khuẩn tấn công gây hại. Nông dân phải kết hợp nhiều loại thuốc để trừ bệnh nhưng đôi khi chưa đạt hiệu quả. Bên cạnh đó là sự gây hại của sâu cuốn lá, sâu đục thân. Nông dân muốn phòng trừ các bệnh hại, sâu hại hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Xin mời xem chương trình tọa đàm trực tiếp Phú Nông giúp nhà nông chăm sóc cây trồng. Các khách mời sẽ đưa ra những biện pháp hiệu quả. Với chủ đề quản lý sâu bệnh hại vụ thu đông, các khách mời sẽ tư vấn giúp nhà nông phòng trừ sâu và bệnh các loại một cách hiệu quả từ các sản phẩm đặc hiệu uy tín của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Fanmac 350SC diệt sâu tức khắc, Fanro 250SC nhìn là mê, xài là phê, Robinless 400SC hoạt chất tiên tiến tiêu biến đạo ôn. Tham gia tư vấn trong chương trình có Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang. Kỹ sư Nguyễn Đình Nhân, trưởng phòng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Chương trình được trực tiếp vào lúc 17 giờ 45 phút thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024. Quý khán giả vui lòng gọi về ba số điện thoại 0293 2247 457, 0293 2247 458 và 0293 2467 100. Đặt câu hỏi để các khách mời trả lời trong thời gian trực tiếp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông cũng dành tặng 3 phần quà cho khán giả có câu hỏi hay trong chương trình. Chương trình được trực tiếp trên sóng truyền hình Hậu Giang, livestream trên hạ tần số của truyền hình Hậu Giang và công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý khán giả đón xem. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông hân hạnh phối hợp thực hiện chương trình này.